Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Nguyên nhân hai người tử vong trong vụ cháy cơ sở bột nhang. Liên quan đến vụ cháy cơ sở bột nhang khiến hai người tử vong ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Như Báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, ngày 20 tháng 6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ PC07, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo gửi Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ C07, Bộ Công an về vụ việc. Nguồn tin cho hay, cơ sở cháy thuộc hộ kinh doanh Trương Kim Yến là cơ sở sản xuất bột nhang thuộc phân cấp quản lý của Công an huyện Bình Chánh. Công trình kết cấu xây dựng tường gạch, mái tôn, có một lối thoát nạn ở cửa chính, một lối thoát nạn phía sau thông qua nhà dân. Cơ sở xảy ra cháy có trang bị 16 bình chữa cháy xách tay các loại. Cơ sở có mặt trước, tiếp giáp với đường Trần Văn Dầu, có chiều rộng khoảng 20m, ba mặt còn lại tiếp giáp với nhà dân. Trước đó, khoảng 14 giờ 15 phút ngày 19 tháng 6, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận được tin báo cháy tại địa chỉ số 2A55, đường Trần Văn Dầu, ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm cháy, tại cơ sở có 11 công nhân đang làm việc. Lúc này, 9 người đã thoát nạn an toàn. Riêng 2 công nhân còn lại thoát ra ngoài an toàn, quay lại nhà xưởng tham gia chữa cháy, nhưng không may bị nhà xưởng đổ đè, tử vong. Nhận tin, phòng PC07 điều động đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Bình Chánh gồm 6 xe cùng 33 cán bộ chiến sĩ có mặt chữa cháy. Một lúc sau, lực lượng chức năng mới khống chế hoàn toàn vụ cháy. Vụ cháy khiến nhiều tài sản bên trong cơ sở bị cháy hoàn toàn, với diện tích cháy khoảng 30m2. Lực lượng chức năng đã tìm kiếm được một thi thể nạn nhân. Gần 10 giờ ngày 20 tháng 6, lãnh đạo huyện Bình Chánh xác nhận với phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai. Hiện lãnh đạo huyện cùng các cấp ban ngành có mặt trực tiếp tại hiện trường chỉ đạo việc chữa cháy và khắc phục sự cố. Vụ cháy quán karaoke làm 32 người tử vong ở Bình Dương, khởi tố thêm 2 bị can. Trước đó, vào sáng ngày 19 tháng 6, đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, vừa khởi tố thêm 2 bị can gồm Phạm Thị Hồng, cựu cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Bình Dương và Nguyễn Thành Luân, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Thái Bình Anh để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án cháy quán karaoke làm 32 người tử vong ở Bình Dương. Liên quan đến vụ án trên, đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương làm rõ thêm nhiều tình tiết. Cụ thể, Hồng nhận thi công và hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy của cơ sở karaoke An Phú, nhưng do không đủ điều kiện về cơ sở pháp lý để thi công và hoàn thiện hồ sơ xin nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy của cơ sở karaoke An Phú, nên đã thuê ông Nguyễn Nhất Linh ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương thi công, hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy của cơ sở karaoke An Phú. Sau đó, Hồng đưa biên bản kiểm tra, nghiệm thu cho Nguyễn Thành Luân, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Thái Bình Anh, là công ty có đủ chức năng thiết kế, thi công các hạng mục liên quan đến phòng cháy chữa cháy theo quy định và nhờ Luân ký khống vào biên bản. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Thái Bình Anh không phải là đơn vị thi công và Luân cũng không đến cơ sở karaoke An Phú để tham gia nghiệm thu, nhưng do nể nang nên đã ký vào biên bản dưới mục đơn vị thi công. Đối với bị can Hùng, dù không thực hiện đúng quy trình, quy định kiểm tra, nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy của cơ sở trên, nhưng Hùng vẫn lập biên bản kiểm tra, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Cháy nhà dân ở Hà Nội phát hiện 4 người tử vong. Tối ngày 16 tháng 6, Công an thành phố Hà Nội chính thức thông tin vụ cháy tại quận Hoàng Mai xảy ra chiều cùng ngày khiến 4 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 22 phút cùng ngày, Công an thành phố Hà Nội nhận tin báo cháy nhà dân khu vực tầng 4 tại số nhà 207 Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai. Sau khi nhận được tin, đơn vị đã điều động cảnh sát phòng cháy chữa cháy các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, cảnh sát 113 Công an quận Hoàng Mai và gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 12 xe chữa cháy tới hiện trường. Đến 19:30, đám cháy được khống chế và sau 30 phút thì được dập tắt hoàn toàn.
Quá trình khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện 4 thi thể. Tối hơn 22 giờ, Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã tới hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đây là căn nhà cao 6 tầng một tum, trong đó từ tầng 1 đến tầng 3 dùng để kinh doanh, tầng 4 trở lên để ở. Hiện, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Hoàng Mai phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Công an thành phố Hà Nội tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành có liên quan phối hợp Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả sau vụ cháy. Chỉ đạo điều tra nguyên nhân khắc phục hậu quả vụ cháy 4 người tử vong ở Định Công Hạ. Theo thông tin từ báo tin tức, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản chỉ đạo giải quyết khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân tại số 207 Định Công Hạ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội xảy ra vào tối 16 tháng 6. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Giám đốc Công an thành phố chủ trì phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật nếu có. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai và các đơn vị có liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thăm hỏi, động viên đối với gia đình các nạn nhân là học sinh đang theo học tại các trường của thành phố đảm bảo kịp thời theo quy định. Công an thành phố, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai theo chức năng nhiệm vụ được giao đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực xảy ra vụ cháy, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo những nội dung vượt thẩm quyền. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là chỉ thị 01 ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ thị số 25 ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy, nghị quyết số 26 ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố, công điện số 04 ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh tự trang bị, lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy sớm để phòng ngừa sự cố, giảm nguy cơ cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện. Trước đó, vào hồi 18 giờ 22 phút ngày 16 tháng 6, xảy ra vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản tại địa chỉ số nhà 207, phố Định Công Hạ, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ngay khi nhận được thông tin báo cháy, Công an thành phố Hà Nội đã điều động gần 100 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, cảnh sát 113 công an quận Hoàng Mai, công an phường Định Công cùng 12 xe chữa cháy, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy. Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố, lãnh đạo quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng đã phát hiện 4 thi thể. Giám đốc Công an thành phố đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Hoàng Mai phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.